Thưa quý vị, chúng ta đã biết là mô hình vùng xanh tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát huy hiệu quả cho công tác phòng chống dịch. Tại thủ đô Hà Nội thì hiện mô hình này đang được thiết lập ở quận Hoàng Mai và đang dần phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân cũng như tạo niềm tin cho ngày chiến thắng dịch bệnh. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ cùng kết nối trực tiếp với phóng viên Hải Luyến, người đang có mặt tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Xin mời trường quay kết nối ạ. Vâng, xin chào trường quay VTC, xin chào MyTV. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở một trong những vùng xanh đầu tiên của Hà Nội, được thiết lập từ ngày 2 tháng 8 mới đây. Và khu vực mà tôi đứng chính là điểm chốt vùng xanh số 302, phố Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hoạt động thiết lập vùng xanh ở khu vực này đang diễn ra như thế nào nhé. Chiều ngày 2 tháng 8 thì lãnh đạo quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết Ban tuyên giáo quận ủy Hoàng Mai đã hướng dẫn 14 phường trên địa bàn thành lập các chốt bảo vệ vùng an toàn, không có dịch, hay còn gọi là vùng xanh, nhằm chống lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố hay là tòa chung cư. Đến nay thì có thể thấy là đã có khoảng gần 50 vùng xanh đầu tiên được hình thành tại hai phường Mai Động và Đại Kim. Riêng phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội mà chúng ta đang đứng đây thì đã thiết lập được gần 35 vùng xanh an toàn. Đây là các cái khu dân cư, ngõ xóm không có dịch Covid-19. Và tại đây thì mọi người dân cùng với bí thư chi bộ tự đứng ra lập các chốt kiểm soát, bảo vệ sự an toàn cho nơi mình sinh sống. Dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân phường và lãnh đạo khu dân cư, tôi tổ trưởng tổ dân phố số 6 thuộc khu 3 thuộc phòng Mai Động. Thế dưới sự chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi kiểm tra cái vùng xanh này từ ngày 2 tháng 8. Dưới chỉ đạo của lãnh đạo thì chúng tôi hướng dẫn cho dân, tức là một là phải chấp hành theo cái chỉ thị chung và ngăn cách, không được người ra vào trong khu dân cư của tổ dân phố, và mỗi một lần ra thì phải có giấy tờ, một là giấy đi đường mà có giờ đi của dân, mà khi đi ra là phải đi chợ nhưng phải có giờ có chắc, để đảm bảo về vấn đề là an ninh với lại phòng chống Covid thì chúng tôi đã tổ chức thành lập đoàn thể để tiến hành kiểm tra, kiểm soát và nhắc nhở người dân là phải chấp hành đúng theo cái nội quy của trên đề ra. Và đến nay thì ý thức của người dân khi mà tham gia thực hiện công tác vùng xanh như thế nào? Về mặt nhận thức của chúng tôi thấy là hiện tại nhân dân ở tổ chúng tôi với lại nhân dân trong ngõ là chấp hành tốt và không có một thiếu ca gì, mà mọi người đều ủng hộ và đều có những cái tham gia nhiệt tình và cử người ra đây cùng với lại tổ dân phố để hoạt động cho nó có hiệu quả và ngăn cách cái Covid cho nó tốt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, những người ra vào trong khu vực ngõ thì sẽ phải xuất trình được giấy tờ chứng minh ra ngoài có lý do. Và với shipper thì phải đứng đợi ngoài chốt, yêu cầu người dân ra chốt để nhận hàng. Ngoài ra thì các chốt vùng xanh này còn huy động được lực lượng trực chốt từ các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn từ 6 giờ sáng cho đến 23 giờ đêm và sẽ thay ca nhau để thực hiện. Cũng tại các cái vùng xanh này thì tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Các lối ra vào thì được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất, Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt giữ gìn cùng phấn đấu để không xảy ra dịch bệnh. Các bạn cũng có thể thấy là hầu hết thì mọi người đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các cái nội quy bảo ban nhau nhằm bảo vệ vùng xanh của khu dân cư mình sinh sống. Chị ơi, cho em hỏi là với cái việc mà cái mã của mình đang lập cái mô hình là vùng xanh như thế này thì thấy như thế nào ạ? Tất nhiên là những cái vùng xanh như thế này thì là nó sẽ khống chế được dịch rất là nhanh, và nói chung là rất là ủng hộ. Vâng, có thể thấy là với tinh thần tự nguyện hưởng ứng, thực hiện các cái nội quy nghiêm túc của chính phủ và từng địa phương trong công tác phòng chống dịch, bước đầu đã có những cái tín hiệu đáng mừng khi chưa có ca lây nhiễm xuất hiện ở những vùng xanh này. Và chúng ta cũng mong là phòng tuyến này sẽ vững vàng để đẩy lùi Covid-19. Còn bây giờ thì xin trở lại với trường quay. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin và những hình ảnh chân thực từ phóng viên Hải Luyến. Thưa quý vị, và theo thông tin chúng tôi mới nhận được vào 23 giờ ngày hôm qua, mùng 4 tháng 8, thì phường Mai Động đã nhận được thông tin về ca nghi mắc Covid-19 dương tính lần 1 sinh sống tại tòa Park 3, Park Hill Town City, là người Ấn Độ. Vì thế, chủ động phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân phường Mai Động đã yêu cầu trạm y tế phường phối hợp với công an phường, tổ Covid-19 cộng đồng khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2, các trường hợp liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19 người Ấn Độ để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cách ly theo quy định. Cùng với đó, thì phường yêu cầu toàn thể người dân hiện đang sinh sống tại tòa Park 3, Park Hill Town City không rời khỏi nhà kể từ 23 giờ ngày 4 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy nguy cơ lây nhiễm bệnh từ các khu chung cư là không nhỏ. Chính vì vậy, những vùng xanh do chính những cư dân trong tòa nhà tự thiết lập và tuân thủ đang trở thành một trong những biện pháp quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Và mặc dù không có một tấm biển mang tên vùng xanh nào, nhưng hiện tại thì nhiều khu chung cư trên địa bàn thành phố, cư dân đã tự chủ động thành lập những biện pháp để bảo vệ vùng xanh của chính mình và giữ an toàn cho cộng đồng. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ kết nối với chị Bùi Thị Thoại tại chung cư Eco Home Phúc Lợi ở quận Long Biên để cùng tìm hiểu thêm về vùng xanh ở khu chung cư. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể cảm ơn chị đã nhận lời tham dự chương trình với VTC Now. Thưa chị có thể biết tại chung cư của mình thì cho dù không hề có một tấm biển vùng xanh nào, nhưng tại các tầng, đặc biệt là các tầng khu vực của chị đã thiết lập một vùng xanh để tránh tiếp xúc trong mùa dịch, thì chị có thể chia sẻ một chút về hoạt động này của mình với khán giả. Xin chào VTC. Tầng mình thì hiện nay đúng là đã thiết lập cái vùng đang phải gọi là vùng xanh để an toàn cho cư dân. Thì thực ra từ hôm giãn cách xã hội thì tầng mình cũng nghĩ ra là bây giờ hiện giờ là tất cả các cái hàng hóa mà giao cho cư dân ở trong tầng thì mình sẽ không nhận tại cửa căn hộ nữa, mà mình toàn bộ là mình sẽ nhận ở ngoài cảnh thang máy. Chị Thoại có thể quay màn hình điện thoại để khán giả có thể quan sát thấy vùng xanh do cư dân của tầng mình tự lập ra được không ạ? Rồi, ok. Đây chính là cái vùng mà tụi mình tự thiết lập, nó cũng sẽ có một cái lối đi, mọi người đi lại thoải mái. Nhưng mà hàng hóa thì sẽ được giao tới đây, là sẽ được đặt ở đây chứ không giao vào từng căn hộ. Mình đã chuẩn bị những gì cho vùng xanh của người dân hay là tự thiết lập như thế nào hả chị? Mình cũng chuẩn bị món là 2 cái ghế, dây trăng và các những cái ghi chú như này để cho mọi người đến giao hàng là nhìn thấy đập vào mắt luôn, là sẽ đặt ở đây luôn. Thì mình có chuẩn bị trong đây là có 2 cái rổ và một cái chậu. Cái chậu thì sẽ từng riêng cho những thực phẩm mà chảy nước hoặc là những cái thực phẩm mà nó sẽ dây bẩn ra ngoài hành lang. Còn những cái rổ này tình để có thể như hoa quả hoặc là các cái thức ăn khô. Máy là cái máy khử khuẩn mình mới trang bị hôm qua, để ví dụ trong trường hợp mà có nhiều thực phẩm hoặc là cái gì mà mình chạy qua được thì mình cũng sẽ khử khuẩn luôn. Theo chị, những chốt như thế này có đem lại hiệu quả nhiều và giúp cho cư dân của mình an tâm hơn không ạ? Theo mình thì có đấy, nó Thực ra bây giờ tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng và cái biến chủng này nó rất là lây lan rất là nhanh, nên là theo mình nghĩ thì cứ mình thiết lập an toàn được đến đâu, vùng xanh được đến đâu thì tốt đến đấy, nó rất là cần thiết thì chỉ tránh được nguy cơ rất là nhiều luôn. Như hiện tại thì trong tầng mình thì từ hôm mà mình làm cái này thì mọi người được ủng hộ rất là nhiều, và nhất là các cái cư dân, những người bán hàng cũng vậy, mọi người đưa đến đây là cái đều rất là nhiệt tình, trong vấn đề là giao hàng nó không bị gặp khó khăn mấy, thì là mọi người cũng cứ giao hàng là đặt tự động đặt ở đây chứ không đi vào, không tự ý đi vào căn hộ như trước kia. Và còn cư dân ở trong tầng thì mọi người cũng rất là đồng tình và đều chấp hành rất là nghiêm. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp thì đặc biệt là Hà Nội đã phong tỏa rất là nhiều những tòa nhà chung cư do ghi nhận các ca F0 theo chỉ thị, thì phòng chống dịch tại những khu chung cư đang gặp những khó khăn gì ạ? Theo tôi thì cái khó khăn của chung cư đó là cái vấn đề đấy là ship hàng hóa rất là nhiều từ nơi khác đến, nên là mà những cái ship hàng hóa này mọi người ra vào thì như trước kia thì ra vào nó rất là tự do, nên là bây giờ thì có thể nghiêm ngặt hơn, nhưng mà cái mầm bệnh mang đến nó cũng rất là lớn, bởi vì giờ chỉ tiếp xúc ngắn nó cũng đã bị rồi. Rất may là chung cư mình mọi người trong ban quản lý cũng như là người dân đấy cũng đều thực hiện rất là nghiêm, và toàn bộ cái cửa ra vào của hai sảnh chung cư mình là đều, cửa chính là đều được khóa trái lại và chỉ thực hiện cửa ngách. Phải đi cửa ngách như thế thì cái mức kiểm soát của bảo vệ, đội ngũ bảo vệ rất là tốt, thì bất kỳ một thành viên nào trong cư dân đi ra đi vào là đều được ghi chép lại giờ giấc và đo nhiệt độ cũng như là sát khuẩn tay trước khi ra và vào căn hộ, nên mình thấy cái đấy là một phần cũng rất là yên tâm. Ví dụ trong trường hợp mà không may có cái F0 thì mình truy vết cũng rất là nhanh. Vâng ạ, xin cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của chị Thoại với chương trình. Tôi xin cảm ơn VTC và MyTV.